khách hàng mua máy khoan Taki OTK 2.5B 2,5 dung tích xi nhan 68cc, sử dụng mũi khoan đường kính 30cm để khoan lỗ trồng nhiều con. Bà con có thể thấy là vườn rất là dốc, cỏ rất là tốt và đất trồng cây lâu năm rất là nhiều các loại rễ, cây là đất cứng, đất đỏ ba gian. Nhưng với dòng máy khoan đất Taki OTK 2.5 thì khoan rất là ngọt và nhanh. Máy được bảo hành chính hãng 12 tháng.